Chuyển trạng thái bình thường mới cùng với việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Đà Nẵng cũng đã triển khai xây dựng mô hình trạm y tế lưu động để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh phát sinh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từng là điểm nóng dịch bệnh tại quận Liên Chiểu, vẫn đặc thù đông công dân và sinh viên ở trọ, hiện nay phường Hòa Khánh Bắc đã lựa chọn địa điểm để triển khai hai trạm y tế lưu động. Nguồn chiến lược được rà soát bổ sung với 8 cán bộ y tế tại mỗi trạm. Trong khi đó, thuốc và trang thiết bị y tế sẽ được bổ sung từ trung tâm y tế quận. Hai điểm là 16 cán bộ, thì đối tượng là trạm y tế và trung tâm y tế trường học, thanh niên, phụ nữ, quản lý được cái người mà bị nhiễm COVID trên cộng đồng và cũng như là về cái phân loại ấy. Đến nay, Đà Nẵng đã chuyển trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, để chủ động, sẵn sàng, đáp ứng, linh hoạt, hiệu quả khi dịch bệnh gia tăng, thì thành phố yêu cầu các xã phường triển khai mô hình trạm y tế lưu động. Mỗi địa phương có từ 2 trạm và mỗi trạm đảm bảo quản lý cụm dân cư có khoảng từ 50 đến 100 trường hợp nhiễm COVID-19 cần được cách ly, điều trị tại nhà. Tùy theo địa bàn, các xã phường sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, có thể là nhà văn hóa, trường học. Thiết lập trên 7 phường, mỗi phường thêm 2 cái trạm y tế di động và chuẩn bị đang triển khai là chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, con người. Để trong tuần này chúng tôi sẽ triển khai và Sở Y tế sẽ kiểm tra công tác này. Chúng tôi huy động tất cả cái nguồn lực là của trạm y tế trước, sau đó chúng tôi sẽ huy động nguồn lực. Trong nguồn lực có nhân lực, vật lực và tài lực thì chúng tôi sẽ chuyển xuống các trạm y tế và huy động cả con người trên trung tâm y tế xuống các phường khi cần thiết. Sau gần một tháng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, những ngày qua, Đà Nẵng đã ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Các biện pháp khoanh vùng, truy vết đã được ngành y tế và các địa phương triển khai nhanh chóng để chặn đà lây lan rộng. Thực tế đó cho thấy, là đầu mối giao thương, nguy cơ mầm bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố vẫn rất lớn. Vì vậy, việc sẵn sàng các kịch bản, phương án, trong đó bao gồm việc xây dựng trạm y tế lưu động sẽ giúp Đà Nẵng chủ động để ứng phó, kiểm soát hiệu quả hơn nếu dịch bệnh bùng phát trở lại.